Không được. Thành Trần Trung, tại sao? Hello. Sao này mạng Tại yếu thế em nhỉ? nó không được khỏe đấy Đây anh. à, chào em Lisa Vũ, người con gái Hải Phòng thân yêu. Chào Chào thân bác, mạng. chào bác Thành Trần Trung. Chắc là lần đầu tiên mới được lên nhà em Lisa Vũ. Đóng vương một ngưỡng mộ em lâu lắm rồi, nhưng mà hôm nay mới được diện kiến em đây. Ôi, à, hạnh phúc quá, có người hâm mộ, cảm ơn, cảm ơn. Suốt này nhỉ? Mạng yếu nhỉ? Hôm nay là ngày 8 tháng 8 2018 rồi, em đi sao Vũ ạ? Anh theo lời cha Nguyễn Duy Tân và một số thành phần trong cộng cực đoan là hải ngoại, nó là ngày 8 tháng 8 năm 2018, toàn bộ đất nước Việt Nam được giải phóng, gọi Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà hôm nay là mùng 8 rồi, anh chờ mãi, anh đang chạy lên tận Lào Cai rồi để chuẩn bị, nếu mà có đạn đổ thì chạy sang Trung Trung Quốc cho nó nhanh. Đêm qua muộn ở Bắc Sen. Bắc Sen lên là Lào Cai Không đấy. sao đâu, nếu ví dụ nó có lật đổ thì nó cũng thành cái gì tự do dân chủ thì để em gửi tiền về để bác lên làm lãnh tổng thống lãnh đạo. tranh tranh cử tranh không sao Thực ra bây giờ đến mùng 8 tháng 8 mà đã đổ rồi đấy, thì hôm nay anh lại thấy Benny Trương và Tân Thái này lên mạng là kêu gào là tổng biểu tình ngày mùng 2 tháng 9 năm 2018. Thế mình bảo ngày mùng 8 tháng 8 mày đã kêu lật đổ rồi, đến bây giờ thế ngày mùng 2 tháng 9 thì biểu tình làm cái gì nữa? cho Lisa nói câu này này, tất cả những cái lũ mà nó cứ lên trên YouTube rồi lên trên này để nó kêu gào cái này cái kia, nó chỉ là câu view, nó muốn mọi người xem để nó có tiền ở trên YouTube thôi. Các đồng chí và các bạn thân mến, phải nghĩ là như vậy. Chúng nó làm ra một cái trò như vậy để câu người ta vào xem những cái tin tức của chúng nó để chúng nó có tiền. Các bạn hiểu không? Và mọi người hiểu không? Chứ chúng nó chẳng có làm được cái trò trống cống rãnh gì đâu. Bác thấy ngày xưa nó có súng có đạn mà nó còn bỏ của nó chạy lấy người ấy, nó bỏ cả cái đất nước nó cho không cộng sản luôn chứ không phải là bán nữa, đúng không? Bây giờ ví dụ như mà có bán thì cũng còn hạnh phúc hơn là cho không, đúng không? Thực ra thì sáng nay đến trưa sáng ra bảnh mắt, anh vừa mới ngủ dậy anh thấy thằng Ben là thằng Trương chột nó lên nó live stream. Thế mình vớ vẩn mình ấn mình ok cái nó cho mình lên. Mình tưởng nó là dám đấu khẩu và tranh luận với mình về tình hình đất nước, tình hình kinh tế chính trị xã hội của trong nước, về đa Vê đảng vào này, rồi. về bán đảo, về bán biển này. Thế là đầu tiên thì mình hỏi nó rằng xin lỗi Ben Lai Trương, mà hỏi Ben Lai Trương cái này quốc tịch ở Việt Nam hay quốc tịch Mỹ, thì nó nói là nó quốc tịch Mỹ. Thế mình bảo xin lỗi Ben Lai Trương, bây giờ đấy vừa rồi là tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký hiệp ước toàn diện về kinh tế chính trị xã hội với Việt Nam và không xâm phạm vào chủ quyền của đất nước Việt Nam. Thế tại sao mà Benny Trương, Tân Thái, Do Sê Đào và một số thành phần trong cộng cộng đoàn hải ngoại, một công dân hạng 3, hạng 4 của đất Mỹ mà lại chống lại những cái chính sách của tổng thống Mỹ, mà không lo cho đất nước Mỹ đi mà lo cho Việt Nam, vì mục đích gì, vì động cơ gì? Thì Đúng hai rồi. câu cho nó đẩy mình xuống này, chắc nó không trả lời được. Chắc là mục đích của nó là Yeah. chỉ là một là chống cộng kiếm tiền hoặc là thế này thế khác, chứ nó là công dân Mỹ, công dân hạng 3, hạng 4 của Mỹ chứ không phải công dân hạng 1. Nó chỉ kiếm tiền thôi, nó chỉ kiếm tiền thôi, nó lợi dụng vào người Việt Nam mình rồi nó lợi dụng những cái người ở bên hải ngoại này để ủng hộ nó để vào xem view, câu với chúng nó câu view để vào xem thì chúng nó được tiền ở trong YouTube quảng cáo đó các bạn, các đồng chí. Các anh chị em phải hiểu cái Không phải thế này là như này, vậy. thực ra là anh nghĩ thế này, với là đằng sau Benny Trương và đằng sau những cái thành phần chống cộng lên mạng để mà hô hào biểu tình ở Việt Nam, thì đằng sau nó có một cái thế lực ngầm nào đó, chứ riêng cái bọn nó thì tất nhiên là nó kinh doanh về chính trị thôi, chứ bọn nó không làm gì được. Tao bảo là mà nếu như thằng Benny Trương mới thằng Trương Chột đấy, mấy cái thằng thằng Tân Thái mà mặt dỗi như tổ ong bầu ấy, mà mùng 2 tháng 9 này mà chúng mày không lật đổ được cộng sản, để chúng mày có đâm đầu vào đống cứt mà chết không? Có dám không? Chắc là đến mùng 2 tháng 9 mà không chơi không lật đổ được cộng sản thì đấy đến sang năm, mùng 2 tháng 9 sang năm
mà cái tuyên bố rằng đến 43 năm cho 4.300 năm nữa nó không làm gì được. Nó tuyên bố là đổ cộng sản lâu lắm rồi chứ đâu phải ngày hôm nay đâu, cho nên là mọi người đừng có lên tẩy chay cái bọn hải ngoại. Nếu mà nó lên những cái tin tức thì tất cả mọi người chúng ta đừng bao giờ vào xem, không có vào xem, tẩy chay nó, nhìn mặt nó một cái là đừng có bấm vào xem. Như Lisa xem những cái thành phần nào mà Lisa không thích một cái không bao giờ Lisa bấm vào xem, bởi vì bấm vào xem là trúng kế của nó, là chúng nó thích Không là như vậy mà chúng nó chỉ không, làm ra cái trò đôi khi cũng thỉnh thoảng vào xem hài cho nó vui những ngày cuối tuần, vào xem hài thì hài miễn thỉnh phí thì thoảng cũng vào được. xem thì cũng được, đúng rồi, nhưng mà những cái thành phần nào nó hổ báo quá thì mình không, để Lisa trả lời cái thằng cái thằng phanh lờ lê này À, tiếng phanh lờ Anh lê như là thằng gì? là hồ mà bị cái gì bị đập láo toét. Đừng nói tiếng Anh nhé, nói tiếng Anh như vậy chúng cười cho chúng là ai hả? À, mày mày lấy tiếng Anh thì tao đọc, tao đọc tiếng Anh theo tiếng cái phiên âm Việt Nam thì có phải phanh lờ lê không? Thế bây giờ mày dạy tao nói đi, lên trên này nói, come on, baby, I don't know who you are and I don't know Tiếp đọc how đọc nó old are you. anh mà đọc No. tiếng tiếng theo theo tiếng Việt này nó là này mở banh đấy, mặt mày banh ra ấy. lê. Banh banh lờ Đâu, lê, úi giời ơi. đọc theo cái phiên âm tiếng Việt Nam mà. Ra Rồi là bây nên giờ xem hài muốn cho nên nó nói vui chuyện cái chứ. thằng này nó bảo nó nên nó nói chuyện với Lisa mà không À, biết thế nó già trẻ lớn bé làm sao thực đấy, ra nó nó thật cứ ra mấy thế nó em thích. này, với mọi người, riêng cái bọn chân tộc chúng ta này, ngoài như Tân Thái, Ben Ê Chương, nếu như tranh luận, nếu không chứ chúng nó không có cái trò cả vu đâm mấy em đấy, nói phồng má trợn mắt này đấy, chỉ 15 Xong phút là rồi nó hết chửi chuyện bậy này, là chỉ vậy thôi. à, trời Quanh đi nó quẩn lại là lên. bán đất bán biển cho Trung Quốc, quanh đi quanh lại lại bắt đầu là ô nhiễm môi trường, đến Formosa, à, đến thế Bây nọ thế giờ kia thế hết. Mỹ bây Bây giờ giờ đang ô nhiễm môi trường ấy, ô nhiễm loạn xì ngầu lên rồi, bây giờ đang chiến tranh kinh tế với này bọn Trung Quốc ấy. Trung Quốc thường thường nó là lấy rác ở Mỹ, lấy rác khắp thế giới luôn, nhưng mà bây giờ chiến tranh kinh tế với Mỹ ấy, nó bảo nó không lấy nữa, nó không thu thu nhập rác của thế giới nữa thì còn còn ô nhiễm môi trường nữa, cứ chờ đấy đi chứ xem đừng kể có cả to xem báo mồm. Mỹ nhá, xem báo Mỹ, những người ở hải ngoại ta nói này, hiện nay ở bang California, ở bang bang vùng Nam Cali là ô nhiễm mức độ phá tầng hỏng tầng ozone bậc nhất thế giới, mà phải biết Ai là tại làm thủng, sao. ai làm thủng nhà nhà kính cái bọn Đấy. nước ngoài chứ ở đâu nữa, cái gì làm thủng, điện làm thủng, là điện là dùng ở đâu là dùng nhiều nhất, Mà phải nói toàn đến những nhà tại chỉ sao mình phải nói là tại sao Mỹ không ký vào cái thỏa thuận chống biến đổi khí hậu toàn cầu, không dám, đúng không? Thế tức là Việt Nam ô nhiễm cái gì đấy, mấy cái luận điệu của chúng nó. Cái thứ hai là nó bán đất bán biển mới bán đảo, thế thử hỏi xem là Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa chúng nó giữ được bao nhiêu cái đảo, được bao nhiêu km đường biển, nó bán được cho thằng đảo Bao Bình cho thằng Đài Loan từ năm nào, năm năm mấy. thành phố chết đầy. Chị ơi. Mỹ có 10 thành phố chết đầy chị. Rất là nhiều những cái sông bây giờ nó cái những cái lách lách những cái con sông con suối những cái gì đấy nó bị cấm được bơi lội rồi này kia các thứ, tại vì nó ô nhiễm miệng nhiều quá, nó bị chất độc. Cái thằng phanh lờ lê ấy, nó cho một cái clip lên mà cái clip ấy nó đang nói là ở cái chỗ đấy bị người ta bị ngửi vào người ta bị đau đầu này rồi khó À thở đâu, này, tại sao chúng nó không cầm cờ ra chúng nó biểu tình đi để đòi hỏi xem nhà nước là tìm hiểu ra cái nguyên nhân ở đâu ra bị như vậy đó, biểu tình đi, cái thân chúng mày còn nữa chưa no xong chúng mày còn không biết là như thế nào mà lại còn cứ đi chõ mõm về Việt Nam, trong khi con cháu chúng mày lớn lên ở Mỹ chứ đâu có lớn lên ở Việt Nam đâu.
Người Việt Nam người ta đẻ cho người ta no. Người ta no từ xưa đến nay, người ta khổ người ta cũng còn no được chứ huống hồ gì cái thời buổi Anh nói này. thật nha, Cha cái nhà thời chúng chiến mày. tranh nhân dân mình còn khổ cực trăm bề, vừa Yeah, sản đúng xuất rồi. để nuôi sống bản thân mình mà vừa tiếp tế và vừa tiếp chia sẻ kinh tế để cho quân và dân miền Nam chiến tranh chống Mỹ, mà người ta vẫn còn đứng vững được đến ngày hôm nay, đúng không? Cái ngày xưa thời anh em Vâng. mình chắc là người đi xa vũ cũng chả kém anh mấy tuổi đâu, cơm không đủ ăn, Yeah. áo không đủ mặc, đúng không? Đúng rồi. Thế đến bây Em giờ nhớ chỉ có hai cái quần thôi. mà cái quần còn Thời có kỳ chỉ anh có nữa nữa hai nhá, anh cũng một cái quần thôi đấy, đi học là phải cởi bọc quần đùi xong khoác cái quần lên cổ này này, đến cửa lớp mới quần. mặc, xong rồi khi ra khỏi cửa Mặc lớp là phải cởi cái này ra phải giặt cái kia. Ừ. đấy, được hai cái đã là phục Khổ tùng dữ bảy lắm. đời rồi đấy. Mà đến bây giờ cuộc sống của anh em mình, anh có thể về nông thôn hiện nay nhá, anh nói thể cho em biết, không biết đi ra Vũ về được nhiều không, như quê anh ở Hải Dương đấy thôi đấy, đi qua cái vùng sâu vùng xa của tỉnh Bắc Ninh cũ đấy, nhà 3 4 tầng mọc lên nó san sát, đường giao thông nông thôn nó ra đến tận ruộng, bây giờ thịt cá còn không 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 thèm ăn chứ đừng có nói chuyện gì mà là cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc đấy, Biết. Yeah, chứ đúng chúng nó ở bên hải ngoại chắc gì đã sướng, mà người dân Việt Nam đôi khi cứ mang tiếng cái mác Việt Kiều ấy, tỉnh Yeah. Cộng Hòa Anh anh có ở nhiều vùng vùng núi nào vậy? hả? Anh bây giờ đang đang ở vùng nào? Ở đâu? Anh hiện Ở nay đang Việt ở Lào Nam? Cai, đang làm việc tại Lào Cai, đang ở Ồ, cạnh cột Lào Cai mốc 102. có gần gần giáp danh với Trung Quốc rồi. Đúng rồi, Phải giáp không? danh Trung Quốc rồi, qua một cái Yeah, thì cầu là sang Trung Quốc rồi. đó. Mà cha cái lũ chống cộng chúng mày đây, người ta ở đây, cái anh này anh ở gần biên giới Trung Quốc đây, bán cho Trung Quốc lúc nào? Rồi nó bảo Trung Quốc Bán sang lúc nhiều nào? lắm, sang càng tốt chứ làm sao? Sang thì người ta phải mang tiền sang cho Việt Nam. Cũng như là Mỹ bây giờ chỉ mong người Việt Nam qua bê tiền sang Mỹ thôi là như vậy đấy. Chứ nếu Đương không nhiên làm sao nó khách cho du Trung lịch Quốc Trung sang Quốc càng. nó sang Việt Nam sang càng nhiều ta thu càng nhiều ở ngoài tệ, đúng không? Đúng Nhưng mà rồi. cái quản lý, cái quan trọng là mình cái quản lý khách du lịch nó như thế nào thôi, chứ với khách Bọn Trung ấy Quốc nó khách nước ngu lắm ngoài sang mày. càng nhiều, Yeah, cái bọn này nó ngu lắm, cái bọn chống cộng bởi nó ngu vì lắm. cái ngành du Tại lịch là cái sao? ngành công nghiệp không khói rồi, Yeah. thu hút khách du lịch để người ta mang ngoại tệ về trong nước mình, dân mình có công ăn việc làm, kinh tế xã hội phát triển. Trung Quốc nó sang nó làm gì được mình, mà chúng ta cứ bảo Trung Quốc nó tràn lan sang đấy. Người Việt Nam ở bên ngay cửa khẩu Lào Cai này có cả cái chợ Việt Nam với Trung Quốc này, nếu Trung Quốc nó cứ bảo là Việt Nam sang xâm chiếm Trung Quốc à, Ừ. toàn những tuyên Thì truyền bố láo lở. nói gì nói ngay như cái thời gian mà năm 74 đấy, Trung Quốc nó sang nó đánh 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 nó chiếm cái đảo Trường Sa mấy Hoàng Sa đấy, chạy tụt quần chạy cong đít lên, có còn còn là đấy không cả để tụt cho Mỹ không cả kịp Trung Quốc nó tụt chiếm quần đấy. À, xong rồi lại đổ vạ cho cộng sản ký giấy cho Trung Quốc, mẹ cái bọn ấy có phải là bọn khốn nạn, bọn thực ra cái bọn này bọn nó không, những biết mà nó ngu, nó cố tình nó không biết, nó không biết là cái luật nó biển năm thêm phấn vào đầu người 1982 là công nhận ta. 12 hải lý từ thềm lục địa ra 12 hải lý là gọi là nội thủy, giao thông nội thủy của mình, còn từ 12 hải lý ra 200 hải lý đó là vùng biển đặc quyền kinh tế của đất nước. Chúng ta phải nói với chúng như từ thềm lục địa 12 hải lý, như chúng hiện nay chúng ta nhé đang lấy thềm lục địa từ đảo Cát Bà, từ đảo Cồn Cỏ, từ đảo Hoàng Sa ra 12 hải lý, còn từ giờ mai đi ra đấy là vùng đặc quyền kinh tế, còn Hoàng Sa và Trường Sa là tranh chấp của 6 nước, tranh chấp quốc tế chứ không phải là tranh chấp của Việt Nam với Trung Quốc, thì chúng ta phải dựa trên luật pháp quốc tế để chúng ta tranh chấp chứ, còn đánh Trung Quốc mà có giỏi về mà đánh đấy, ngày xưa máy bay tàu chiến có đầy đủ cả, còn không đánh nổi cái thằng Trung Quốc ở cái đảo là sao, bây giờ chúng mày về mày đánh mấy cái thằng mất dạy bây giờ đánh bằng cái máy bay F-5 bằng giấy, chả bao giờ giờ thì ngồi bên đấy gọi là dùng từ sủa về là đúng hơn. Người dân ở Việt Nam người ta hiểu đất nước Việt Nam hiện nay người ta đang sống như thế nào, cuộc sống đang yên bình ra làm sao, chính bọn nó là đang muốn dân ta xáo trộn cái cuộc sống lên để giúp cho Trung Quốc, Đúng giúp cho không? các nước thế lực thù địch để nó đánh Việt Nam, chứ bọn nó có yêu thương gì dân Việt Nam, nó là một công dân hạng 3 hạng 4 của Hoa Kỳ, nó yêu thương gì dân với dân Việt Nam,
lực lượng chống cộng anh Đấy. thấy ở bên Úc ra thế nào thì ở bên Mỹ thôi, anh thấy bảo ít lắm. Các anh các chị ở bên Mỹ Đó các anh là nhìn về các anh nói chuyện mọi mọi người thử thử suy nghĩ xem bao nhiêu công lao, bao nhiêu khổ cực mà từ cái ngày giải phóng xong á, từ từ cái miếng cơm không có mà ăn, người ta phải vất vả khổ sở xây dựng được một cái đất nước cho đến ngày hôm nay phồn thịnh như thế. Mọi người đi ra ngoài đường xem có xe đạp xe đạp bây giờ người ta chỉ để tập thể dục thôi, đúng không? Đương nhiên là vẫn cứ có người nghèo, nhưng mà ở đâu mà có chả có người nghèo, ngay như Mỹ Úc đấy cũng cái gì vô gia cư đầy đường cái kìa đó, xin đi ra ngay như người Việt đó, thanh niên trai trẻ đi ra xin có 50 sen ông cho xin. Dạo này không thấy cái thằng ấy nó đi đâu rồi, ngày xưa sáng nào cũng vậy, sáng sớm mày ra đi đưa con đi học xong rồi ghé ra cái siêu thị mua đồ cái lại gặp cái anh đấy đi ra chờ có 50 sen ông xin. Mà trong khi đó ở đây á, người ta là có trợ cấp này kia các thứ mà còn như vậy đấy. Thì ở đâu mà có, chả có người giàu người nghèo, đúng không? đây này, Thế nhưng anh nói mà cho bên này, phải... đây là một khu dân cư nghèo ở Lào Cai đây này, đấy, đẹp chưa? Đó, nhìn kìa. Đây, Đói rồi. Quá đẹp chưa? đây là một... Đấy, thế ông Việt Nam đấy. Bao nhiêu công đây kìa, lao, bao nhiêu sức lực con nhìn người rõ chưa? Việt Nam À. người ta xây dựng đất nước như thế này, bây giờ chúng mày muốn phá sao? Chúng mày khốn nạn đấy, chúng mày sang đây mấy chục năm rồi, chúng mày ngồi mát, chúng mày hát Đấy, yêu tổ chúng mày ra quốc xem xong rồi này, chúng mày đây là chẳng một khu làm dân được cây cái gì nghèo của cho cái mình. vùng biên giới đây này. Đúng Có chó rồi. ba que vào đây mà nhìn này. Đấy. Ừ Đây là buổi sáng người ta đi đấy, làm hết đấy, buổi tối không giống thật đấy thì ô tô nó Việt đỗ Trung chặn đường đây này. đấy, thấy Mày chưa? cứ nghĩ là đấy. Mà ở Việt Nam mua một cái xe ô tô á, bằng mấy một người ở bên này mua mấy cái xe ô tô đắt gấp mấy lần Việt Mà anh Nam nói ạ. cho em biết nhé, Người ta còn có xe người ta đi chuyện bình thường. ở bên Mỹ chúng mày mua một cái ô tô chúng mày phải đủ các loại chứng minh các loại trên đời, ở đây á tao mua ô tô tao chả phải chứng minh cái gì cả, tao thích tao vác tiền là tao mua nhá, tao thích tao mua Mà nhà tao lại vác tiền là tao mua. bạn nữa mới đâu, ở bên này á, tụi em á, mà muốn mua cái ngay cả cái điện thoại cũng phải mua trả góp chứ đừng có nói thì là mua tiền mặt nữa. Điện thoại cũng phải trả góp, xe cũng phải trả góp, nhà cũng phải trả góp, cái gì cũng phải trả góp. Thế mình đi làm để chỉ để trả nợ thôi, nếu mà trả không mất việc hay là ốm đau hay là cái gì á không trả được nhà nó kéo bố nó nhà đi đó. Nhưng ở cuộc sống ở bên này nó là như vậy, mà khi mình đã bước vào cái cuộc sống ở bên này rồi thì mình giống như một cái máy đó, mình phải quay quay liên tục, lúc nào cũng phải quay như thế, không để cho nó dừng, nó dừng là tất cả là xong hết rồi. Nên cuộc Anh nói sống ở ở Việt bên Nam này nhá, kể cả dù bọn anh có thất nghiệp 1 năm chăng nữa đấy, bọn anh cũng không phải lo về kinh tế. Như ở bên nước ngoài, bên Cali, bên chúng nó có thất nghiệp 1 năm xem mà nó chết bố chúng nó rồi, chứ đừng có nói chuyện gì đây này. Nó cứ Việt kêu Nam là Việt này Nam anh nó kìa, thật. ví dụ trong nhà có cây táo cây cam gì á, mang ra để ra ngoài cửa cũng bán được, hay là đi bắt vài con ốc luộc lên ngồi bán cho người ta khều cũng kiếm được. Cái bởi vậy cho nên là Việt Nam không Cái cần có trợ khổ cấp, cũng 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 không đến nỗi. Chứ ở đây mà nó không cho trợ cấp nhá, xin lỗi các vị đi, chỉ có bốc cứt ăn thôi nhá. Làm được cái gì, đi ra biển á, mà mò cua bắt ốc cũng phải có giấy tờ. Nó mà ra nó hỏi giấy tờ mà không có, đi câu cá đi bắt cá này kia cái thứ mà không có giấy tờ nó phạt cho phẹt cổ ra. Bất kỳ cái thằng nói nào nó Văn Thành Võ là cái khổ. thằng bây giờ Bắc Kỳ nói cả năm á. Mày có nói được như tao không mà Cả cả năm mấy Lâm cả năm. làm Ừ. Cả Lâm là Tao làm đây. sao? Cũng live stream, trời ơi. Úi trời ơi. À, thế phải tao phải nói theo cái giọng của mày phải không? Bây giờ tao nói cho nghe nhá. Hả? Thế hôm nay á, mày đã đi chùa mày giái chưa? Đi chùa giái ông, giái bà chưa? Hả? Có chấp tay vào giái không? Mà cha nhà mày nói còn chưa xong tiếng Việt bày đặt chê. Tiếng Bắc Kỳ mới là đúng. Understand? Stupid. Mà anh nói thật chứ cái bọn ở hải ngoại, những cái bọn Tân Thái, không mình cũng Đúng xin lỗi những người ở Việt kiều hải ngoại,
nó chỉ cùng một số những thành phần vớ vẩn thôi, còn đa số là người ta hiểu được cuộc sống ở Việt Nam hiện nay, người ta muốn về nước rất nhiều, về nước người ta thăm đất nước, người ta thấy sự phát triển của đất nước hiện nay, người ta rất mừng cho đất nước và người ta muốn về. Đấy. Chứ không phải như như mấy cái thằng người ta bị cấm cửa không cho về. Em lên đây em không phải em gộp chung tất cả những cái người sống ở hải ngoại này, hoặc là những cái kể cả những cái người mà Việt Nam Cộng hòa ngày xưa, chính những cái người người ta hiểu biết, người ta im lặng, người ta không nói gì hết. Những cái người mà người ta đã từng sống ở cái chế độ đó mà người ta là những người hiểu biết thì lại người ta lại không không hay nói năng gì hết. Người ta im lặng. Người ta sống rất là im lặng. Đấy. Người ta không có nói năng gì tại vì người ta hiểu hết rồi. Còn cái lũ mà cứ sĩ diện đó, ba cái thằng ấy toàn những cái thằng vô học, nói thật đó. Ngay như suốt ngày phân biệt cái gì Bắc Kỳ mới này Nam Kỳ mới này cái kia, mà trong khi đó chúng nó cắp sách tới trường nó học bằng tiếng gì, chúng mày phát âm bằng tiếng gì, Tiếng bằng Mỹ bằng em tiếng Nam hay tiếng Bắc ạ. hả, vi hay là gì, theo mày nói đi, chúng mày là cái thằng loại vô học, chúng mày mới phát ngôn ra những cái câu ấy, phân biệt vùng miền, hiểu chưa, nói ngọng nói cả lăm, như thế Từ nào Bắc là cả lăm. Việt, từ Bắc vào Nam đấy là con rồng cháu tiên, đều cùng chung một dòng máu Lạc Hồng, chỉ có khác vùng miền là cái khác là cái khí hậu thổ nhưỡng, cái tiếng nói nó khác nhau một chút Con thôi, đường chứ Bắc Kỳ hay Nam Kỳ. không nhiều tại lý do tại sao nên đi xa phải trả lời nó, tại vì chính ở bên hải ngoại này rất nhiều những cái thành phần hay nói dùng những cái câu đấy, tại vì họ ngày xưa đấy, họ ở trong miền Nam thì họ chỉ sống trong cái chỗ đó thôi, họ không có hiểu biết, họ không có đi ra ngoài đời, họ sống nhiều cho nên họ cứ nghĩ rằng tiếng Việt Nam là tiếng miền Nam, có nghĩa là phải nói theo cái tiếng miền Nam thì mới là đúng tiếng Việt Nam, chứ họ không hiểu rồi. Như là có một lần Ninh Sà có kể chuyện là Ninh Sà ra, Ninh Sà hỏi là chị ơi có lạc không, thì có một cái bà đứng đấy bà bảo lạc là cái gì, Đầu thì phộng. thì Lisa Sa không hiểu được rằng khi mà người ta cắt sách tới trường thì người ta học bằng cái gì, không lẽ người miền Nam nó có một một cái quyển sách tiếng miền Nam ở miền Bắc là phải in riêng ra một cái tiếng tiếng miền Bắc hay ta sao, mà trong khi đó khi mà người ta lên người ta hát ấy, thì hầu như ai cũng hát tiếng Bắc cả, chả thấy ai hát tiếng Nam người cả đó. Ba người này ôi trời. Thế cho nên là anh nói thực sự là anh sợ quá, là đêm qua phải đi xe khách lên Lào Cai để chạy sang Trung Quốc, nhưng mà đến bây giờ chưa thấy có cái động tĩnh gì cả, thôi cứ ở lại tại nước Việt Nam khi này về Hà Nội mất thôi. Nói chung là ở Việt Nam bây giờ vui vui như là gì ấy, chứ đâu có như ở bên này buồn lắm, bên này cuộc sống phải lao vào cuộc sống rồi đi Thôi thì làm đi vì ăn cuộc rồi sống, vì thôi kinh cả. tế thì các em cũng phải đi xa đất nước thôi, nó cũng buồn thôi. Cũng buồn nhưng rồi ở thì nó cũng quen đi, nhưng mình cứ có lòng yêu nước, yêu quê hương đất nước là được. Bởi vì anh em mình đều là con rồng cháu tiên cả. Cha ông ta đã từng hy sinh bao nhiêu xương máu để có cuộc sống ngày hôm nay. Chúng ta không thể nào mà để mất một cách nó ngon lành như mấy thằng ba que nó hô hào. Ngày xưa nó Đúng rồi. xe to súng lớn rồi là xe tăng tàu bay hạm đội 7 các loại, này 18 nước chư hầu nó theo Mỹ nó vào Việt Nam mà không đánh nổi cộng sản. Thế bây giờ mấy cái thằng hải ngoại, mấy thằng trộn. Anh có nhớ cái thời gian mà hồi mới giải phóng đến mức độ mà chính quyền họ còn cấm không cho nghe nhạc Chế Linh này, không cho nghe nhạc vàng này này kia trai nọ đúng không? Cái Đúng thời rồi. gian đấy mà còn không lật thì thôi, chứ cái giờ này tự do như thế mà lật cái mã cha nhà chúng nó. Mà nó lật thế nào được, nói Nên đùa anh cứ mà nói đùa là chạy cho nó vui thôi, chứ còn nó thách bố thằng Tân Thái, bố thằng Benny Trương, cả họ nhà cái thằng Đào Minh Quân đấy nhá, cả họ ba que để chúng nó mà về đây mà dám lật. Lý Sào Nguyễn chờ lát nữa lên nhá em. Ở đây đây À, giờ không cho biết Lisa em nữa hay lên chị lên em lên 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 tí đi không biết nhá. ai Nhá. chờ Cứ cứ để tên nói Lisa cho lên, nhưng giờ giờ Lisa phạm là đừng cho lên.
Tôi Cái chào anh con em nhé. đấy. Dạ. Đấy, cảm ơn anh nhá. À.